Đối với người ngoài, những ca tử vong vì COVID-19 chỉ là những con số thống kê. Nhưng với những người có người thân thích gắn bó với mình ra đi, thì đó là những cuộc đời hao huyết, không bao giờ có thể đáp đổi nỗi đau. Chẳng thế mà khi xem đoạn video clip ghi lại cảnh ông cụ chiến thắng virus, được cháu đón về nhà sau khi nhiều ngày điều trị cách ly. Nhiều người đồng cảm và xót xa vô cùng. Ông cụ đi chậm chậm bước vào căn nhà quen thuộc, con cháu dìu ông vào ghế ngồi nghỉ. Ông cụ hướng mắt nhìn xung quanh, ra chiều điểm danh mọi người, hỏi cụ bà đâu. Một người cháu nắm tay ông cụ và đưa ra bàn thờ, nơi di ảnh và tro cốt của cụ bà đang được thờ cúng. Lúc này thì ông không còn đứng vững, thơ thẩn buông người xuống ghế rồi bật khóc nức nở. Cháu của ông cụ cho biết, sau khi cả ông bà đều bị nhiễm bệnh và được đưa đi điều trị cách ly, thì cụ bà đã không qua khỏi. Cả nhà giấu không cho ông cụ biết và giữ tinh thần cho ông yên tâm trị bệnh. Về đến nhà thì mới hay tin người bạn đời của mình đã qua đời.